nuôi mà lại muốn vừa nhàn, đã thế lại còn vừa giàu thì không thể thiếu được những thiết bị máy hỗ trợ chăn nuôi, ví dụ như là một chiếc máy nghiền cám. Thiết kế của máy thì vô cùng là nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều không gian và diện tích, cho nên là rất phù hợp với các hộ chăn nuôi gia đình. Khung máy được hàn gắn tỉ mỉ và chắc chắn, giảm thiểu sự rung lắc trong quá trình máy hoạt động, giúp cho máy hoạt động êm ru. Toàn bộ máy được sơn chống rỉ, giúp tăng tuổi thọ và độ bền hơn cho máy. Thiết kế bộ phận automat an toàn và đèn báo vôn, thuận lợi thu gom với silo bầu gió. Vận hành thì siêu đơn giản, quý vị bà con chỉ cần kết nối với nguồn điện 220V. Gạt áp, sau đó là đưa vòi hút vào chậu nguyên liệu. Máy sẽ tự động hút và nghiền tự động, cho ra thành phẩm bột cám siêu chất lượng. Tốc độ hút nguyên liệu thì siêu nhanh. Với năng suất siêu khủng của máy có thể nghiền được từ 200 đến 300kg cá mỗi giờ làm việc. Máy nghiền hút GR150 tới từ Bình Quân Group là một thiết bị hỗ trợ hữu ích cho bà con trong việc chăn nuôi của gia đình nhà mình. Xin mời bà con sẽ cùng xem thành phẩm. Thành phẩm bột cám cho ra thì rất là nhỏ luôn, kể cả đối với những nguyên liệu mà khó nghiền như là thóc thì cũng được nghiền rất là nhỏ và mịn ạ. Đối với quý vị bà con nào đang chăn nuôi theo hộ gia đình thì chiếc máy nghiền cám GR150 của Bình Quân Group là một sự lựa chọn chân ái dành cho quý vị, giúp quý vị có thể nghiền được đa dạng các loại cám chăn nuôi, phục vụ cho trang trại cả trăm con gà của mình. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình của chúng tôi để nhận tư vấn 24/7, báo giá cụ thể cũng như là hỗ trợ bà con đặt mua sản phẩm máy nghiền cám GR150. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!